Sau gần 20 năm hợp tác, Chương trình Hỗ trợ Phát triển Thành phố Hải Phòng giữ Ủy ban Nhân dân Thành phố Hải Phòng, Tổ chức ActionAid tại Việt Nam, Quỹ Hỗ trợ Chương trình Dự án An sinh Xã hội Việt Nam do Trung tâm Vì người lao động nghèo thuộc Liên đoàn Lao động Thành phố thực hiện tổng kết và bàn giao toàn diện tại Hải Phòng. Chương trình Hỗ trợ Phát triển Thành phố Hải Phòng hình thành từ năm 2004, được Tổ chức ActionAid Việt Nam và Quỹ Hỗ trợ Chương trình Dự án An sinh Xã hội Việt Nam tài trợ đến nay với mục tiêu góp phần tăng năng lực và tiếng nói của người dân, đặc biệt là lao động nhập cư, người nghèo đô thị tại Hải Phòng, chủ động hành động nâng cao chất lượng dịch vụ công và phát triển bền vững. Đã có nhiều dự án được triển khai trong các khu công nghiệp toàn thành phố và tại các trường tiểu học, trung học cơ sở ở các huyện An Lão, Vĩnh Bảo với tổng số tiền đã giải ngân hơn 27 tỷ đồng, gần 2,6 triệu lượt người được hưởng lợi. Với sự hỗ trợ của ActionAid quốc tế tại Việt Nam và quỹ hỗ trợ chương trình Dự án An sinh xã hội Việt Nam, trung tâm vì người lao động nghèo, đơn vị trực thuộc Liên đoàn Lao động thành phố Hải Phòng đã được thành lập, tổ chức nhiều hoạt động hỗ trợ nữ công nhân hiểu biết thêm về quyền an sinh xã hội của lao động nhập cư, lao động phi chính thức. Từ các kết quả hợp tác giữa ba đơn vị thời gian qua, Hải Phòng trở thành một trong những địa phương đi đầu trong việc xây dựng nơi làm việc an toàn về điều kiện vật chất và văn hóa làm việc. Nhân dịp này, tổ chức Action và quỹ hỗ trợ chương trình dự án an sinh xã hội Việt Nam ký kết bàn giao các chương trình hỗ trợ phát triển thành phố hải phòng về liên đoàn lao động thành phố hải phòng chấm dứt hoạt động của trung tâm vì người lao động nghèo